Xin chào mọi người, trong video này em có giới thiệu đến mọi người một cặp Huguena ha. Một cặp Huguena tầm 41 ly, công suất nó khoảng 40.9cc. Cái kiểu dáng này mọi người biết giống cái gì không? Giống y chang cái con Komatsu GZ 381 3008 nha. Y chang luôn ha, tại vì nó khác cái tem thôi. Còn tất cả các loại phụ tùng này kia nó y chang y chang đó, chỉ khác nhãn hiệu thôi. Này là Huguena, kia là Komatsu. Tại vì mọi người biết thì sao? Tại vì nó giống nhau không? Tại vì cái nhà máy Genoa và Huguena này nó chung nhà máy luôn. Đời mới ấy, thì nó sẽ chung nhà máy luôn. Thì trong video này em giới thiệu nghe kỹ rồi mua ha. Cái con đầu tiên là con Huguena 440 nha. 440 có bơm sừng phụ 40.9cc này, 4,2kg, 41 ly, Sweden ha. Mặt tiền cũng đẹp nha mọi người, về vệ sinh đây nha, làm Huguena riêng nha, sách cũng dài. Con này cái con này thì thế này, em thấy cái kiểu này là biết vì sao mọi người. Cái ốp lam này là ốp lam của con GZ 3008 381 nè. Rồi ốp lam nó trùng với cái ốp lam của con này, em nói là phụ tùng như nhau á, thì nó bỏ qua nè, nó thiếu ốp lam nè. Ốp lam của con đẹp ghê, dùng cũng được nha mọi người, không để gì. Mở ra coi bên trong thử. À, 41 ly. Ui, cái lọc máy đẹp ghê mọi người. Lọc máy như lọc máy mới luôn. Ghê thiệt. À, chế đồ còn đầy đủ nha. À, máy thì chưa có dọn ha. Kiểu hơi nghe nha mọi người, hơi chắc á mọi người, hơi chắc nụi rồi. Ok, máy đủ đô nha. Con này thì làm nó chắc còn 4 tấc mọi người. Con này thì em để cho 40.9cc nha, 41 ly. Con này để cho mọi người 2 triệu. Giá cuối năm đi, để cho 2,1 triệu nha, 2,1 triệu nha mọi người, chưa dọn nha, về sau bán vậy nha mọi người, đủ đồ. Rồi cái số 1 ha, cái số 2 này, Huguena 135 nha, này mọi người biết ha, công suất y chang luôn nha, hai con công suất y chang, 40.9cc, con này thì nó nặng hơn con này thì 4,6kg. Ốp con này là ốp đời cao nha mọi người. Ốp đời cao nên nó không có dùng ốc, mà nó dùng cái ốc tán, cái kiểu loại đời cao tăng xích bằng cái này. Ốp lam một đẹp không? Đi ở top. Nhớt không? Thấy nhớt là nhớt ra làm mọi người ơi. Nhớt là nhớt ra làm. Kiểu nhớt ra làm vậy thì không sợ lọc nhớt nó hư, khó xích. Này kiểu hơi nghe nha mọi người, hơi chắc này. Mở coi cái nắp cho mà thử. Ok, đủ đồ ha. Con này làm nó còn mới tinh, làm như là mới mới nhập, nó dùng làm khác này. Chứ mà đúng ra làm của Hu ấy thì nó y chang nha, nó y chang thôi. Làm bãi nha.
Tại vì em thấy cái này về sao em bán vậy thôi. Đó. Con này thì con này đời nó cao hơn tí nha. Đời này con này nó có như có sản xuất mới bây giờ chứ. Rồi, con số 2 này em để cho làm này y chang làm này luôn nha. Chiều dài y chang luôn. Con này để cho thôi, để cho 2 triệu mốt luôn đi. 2 triệu mốt luôn nha. Đó, giá 2 triệu mốt một cây. Đó. Ha. Anh em nào lấy một cặp luôn á thì em sẽ bao ship cho nha. Còn lấy một con thì em không bao ship nha. Cái này không bớt nha mọi người. Cũng không có ship code nha. Mua thì chuyển khoản tiền hàng giúp em. Rồi, chào mọi người nha.